thứ ba, tuần thứ ba mùa Phục Sinh, lễ Thánh Philippe và Thánh Giacôbê tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 6 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha, Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Philippe là người tông đồ thân tín của Chúa Giêsu, ở với Chúa, có Chúa mà lại không biết Chúa. Lời của Chúa Giêsu dành cho thánh nhân như lời khiển trách: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Chúng ta cũng dễ rơi vào tình trạng như Thánh Philippe, biết mà như không biết, hoặc điều mình nhận biết không đúng với thực tại. Chúa là đường, là sự sống đích thực và duy nhất. Nếu chọn con đường khác, chắc chắn đó là sai lầm. Theo nghĩa thông thường, Kitô hữu là người có Chúa Kitô. Thế nhưng điều đó thì chưa đủ để loan báo cho mọi người biết về Chúa. Chúng ta hãy bắt chước tương quan của chúng ta với Chúa Giêsu như tương quan của Chúa Giêsu với Cha của Người. Điều mà Người tâm niệm, các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy. Chính Người làm những việc của mình cũng phải là tâm niệm của tất cả người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta có Chúa, và còn hơn thế nữa, Chúa đang thực sự hoạt động nơi mỗi người chúng ta. Liệu rằng tất cả những lời nói, việc làm của người Kitô hữu có thực sự là những công việc mà Chúa muốn thực hiện nơi chúng ta hay không? Lời nói và việc làm của chúng ta có đồng nhất với nhau để mọi người nhận ra chân lý đang thực sự rao truyền giữa một thế gian giả dối và sai lầm? Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Mùa Phục Sinh mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm mới lại đức tin của mình, làm mới lại để nhận ra rằng chúng ta chưa thực sự biết Chúa với tất cả tấm lòng mến của mình. Sự hiểu biết còn nông cạn trên những trang giấy, trên những lời dạy. Ai tin vào Thầy thì người đó sẽ làm được những việc Thầy làm. Niềm tin đích thực là phải để cho Chúa, lời của Người được thực thi sống động ngay trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, một điều con kiếm con xin là luôn được ở trong đền Chúa, mọi ngày trong suốt cả cuộc đời. Ước chi lòng khát khao ở trong nhà Chúa trở nên động lực thúc đẩy chúng con loan truyền tình thương và lòng thành tín của Ngài cho tất cả mọi người xung quanh. Amen.